đó Chúa đã đến thăm người trần gian. Ngày đó Chúa ngự đến bên hang đá nghèo, đàn bò tung tăng truyền hơi ấm. Rồi đến các mục tử suy tôn thở lạy: người ơi mau mau đến tung hô. Chúa yêu trần đời, yêu loài người, Ngài cho ngồi hai xuống trần làm người, giao truyền niềm tin mới. Ánh sao rạng ngời chiếu muôn đời, vào đông ngồi hai cứu đời làm người, sinh bởi Đức Nữ Trinh. Giao truyền niềm tin mới.